hai mẹ con mình đi siêu thị chơi nha. Thì hiện tại ra siêu thị thì phải đi khẩu trang các bạn ơi, nếu tiếp bỏ khẩu trang ra thì người ta không có cho vào siêu thị đâu. Rồi bây giờ hai mẹ con mình cùng đi siêu thị, các bạn cùng chơi với hai mẹ con mình nha. Thank you.
Thank you.